buôn gian, bán lận bị cân thiếu khi đi chợ là nỗi ám ảnh của không chỉ một người phải đi chợ hàng ngày. Để vạch trần những chiêu trò của cánh tiểu thương gian lận, phóng viên Pháp Luật Plus đã vào cuộc để làm rõ. Vào vai một dân buôn cần độ cân để buôn bán có lời lãi cao hơn. Qua lời giới thiệu của một số tiểu thương, mang theo một chiếc cân mới tinh loại 10kg đến lò độ cân tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tại đây, người đàn ông được xem là chủ lò ra giá 30.000 đồng một lần độ cân ăn gian. Điều đáng nói, người đàn ông này còn tuyên bố muốn độ bao nhiêu cũng được và mách nước cho phóng viên. Cũng theo người đàn ông này tiết lộ, thường những người đến độ cân chủ yếu là người bán hàng rong và những tiểu thương chuyên bán hoa quả, hàng thịt. Ngay sau khi thỏa thuận xong, người đàn ông này nhanh chóng bắt tay vào việc nhanh thoăn thoắt. Theo quan sát của phóng viên, chỉ chưa đầy 15 phút, từ một chiếc cân thường, chiếc cân mới đã được phù phép để trở thành một chiếc cân có thể gian lận được, một con số không hề nhỏ. Không chỉ lén lút hoạt động tại nhà mà các loại cân này còn được đem bày bán công khai. Có mặt tại một cửa hàng bán cân trên đường quốc lộ 32, phóng viên Pháp Luật Plus đã được chủ cửa hàng giới thiệu nhiệt tình các loại cân đã được độ và giá cả cũng như cách qua mặt người tiêu dùng như thế nào. Cháu lại lấy loại bao nhiêu? Lấy 3 tiền này. Loại 30 á? 30 180. Là 30 cân thì nó thành 31 150 à? Mua đây là được rẻ hơn này, nó không 700 cơ rồi. Mua mới 700 á? Mà nó cân đúng không sai. Đây nó được lợi. Những người đi chợ họ bảo lấy cân nặng. Nó tươi hơn một tí không? Nên nhẽ là cái này là có 8 lạng ngay thành 9 lạng này. Đấy nó là như thế. Nhiếc của nó là như thế. Đấy thì cái cân này của nhà bác là cân đủ. Cái này có 8 lạng, cái này thành 9 lạng rồi còn rẻ. Với chiêu trò này, có lẽ nếu không tinh thì rất nhiều người đều dính bẫy và trở thành những miếng mồi béo bở cho những đối tượng mua gian, bán lận.